Bạn gà. Con gà bọn vịt con ngã này giờ còn mỗi con này treo gà. Đấy. Có cái là gà rãi bắt đầu là ngan vịt ở dưới đằng sau rình có miếng nào là thấy ra là ngon là đớp. Khôn lắm. Giờ mẹ. Giờ nó quen rồi. Đấy nha. Gà rãi bắt đầu là rãi là kiếm mồi này, bới mồi lên trên này cho ngan ăn. Ngan này. Ăn nhiều nhun của gà bây giờ làm phải phải xuống. Đặc biệt con gà này rất là quý con ngan. Đấy, chuyên bới mồi ra mà. Bới chải tìm mồi cho ngan ăn. Đấy. Đấy. Nó bới mồi ra bọn là để cho ngan mổ. Nó nhiều gà xấu hổ chạy mất rồi. Nói nhiều quá như là gà chạy mất, xấu hổ quá, chạy mất rồi. Đấy, gà đi đâu là ngan theo đó nhá anh em các bạn xem này. Con này ăn quen rồi. Chứ ăn quen ăn sống nhờ của gà rồi, quen rồi giờ này. Đấy, ngan lên rồi, ngan theo gà rồi. Bây giờ này ngan đi đầu bảng chạy theo gà. Chúc anh em xem này, ngan ở chung với gà này, đấy. Gà đi đâu thì là ngan đi theo đấy. Bây giờ là ra cái ẻm người xem có dạn này. Đây là máy quay nhá, chứ không phải người chèo cho có đồ cho mày ăn đâu. Ngan. Đang nằm tại chỗ. Úi giời. Kiếm ăn. Thấy gà bới chỗ kia cái này mới chạy theo để ăn theo. Bới mồi. Tôi ra tận nơi tôi quay chỗ này xong gà nó bới nhưng mà là gà xong mà ngan nó ăn theo những cái món gì. Run này. Đấy, chỉ lớp mồi nhện này. Đấy. Tôi thấy nhện bỏ lên cái này ngan lớp luôn. Ngan tốc độ nhanh cũng kém như gà cả. Ngan thì không bới chải cho nên đâu ăn theo đâu. Đấy. Đấy. Tôi nhìn thấy rồi. Tất nhiên là máy quay chỗ này nó kém, nó tối thì quay không được rõ lắm. Kinh khủng luôn. Tức là ngan nó nhanh lắm. Nó rình mồi tốt. Thôi nó về được kia mất rồi.